Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Thầy Biểu Làng Vừng, một câu chuyện hay về chủ đề thầy Pháp của tác giả Thu Thảo, là câu chuyện chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữa buổi trưa, những câu chuyện phiếm của những người làm đồng ở làng Vừng lại có thêm một chủ đề mới để bàn tán. Này, đang nghe tin gì chưa? Tin gì? Phía cuối làng mới có ông thầy bói đến đây xây am ở đấy. Ôi dào ôi, cái thời nào rồi còn tin mấy cái chuyện ấy? Tiền ăn còn không có lấy đâu bói với trả toán. Tôi chưa nói hết cơ mà. Để tới hôm xây xong am, ông thầy sẽ phát trần cho mỗi người trong làng của mình một phần gạo với tiền mặt. Thật hả? Thật mà, tôi nghe rõ là như thế. Với lại nghe đâu ông thầy này giàu với hay làm phước lắm. Sợ ở chỗ cũ bị chính quyền làm khó dễ cho nên mới rời đi. Nếu vậy thì hôm đó nhất định phải tới xin một phần quà mang về. Dạo này kinh tế khó khăn kiếm tiền cực quá. Cứ đến đó mà lấy. Ông thầy cho tất đó, chả phân biệt giàu nghèo gì đâu. Còn nói chuyện cứ như vậy rôm rả, người kia cũng chêm thêm vào mấy vụ mà ông thầy bói tên Biểu này đã ra tay. Không biết có phải phần quà trong tương lai sẽ được nhận hay không, mà người ta có vẻ tin tưởng vào tài phép của ông lắm. Cuối cùng ngày trọng đại ấy cũng đến. Từ sáng sớm có gần 20-30 người tụ tập bao kín khoảng sân trước am thờ của thầy Biểu. Từ bên trong ông bước ra với một vẻ mặt đầy hào hứng. Bà con tới sớm quá nhỉ, mau xếp hàng vào đi, trật tự theo đường lối nha. Ai cũng có phần cả, không có thiếu được đâu mà lo. Đám đông nghe vậy thì cũng nhao nhao lên hưởng ứng. Đợi cho họ xếp hàng cho gọn xong, ông Biểu vẫy tay nhờ hai người thanh niên cao to trong làng vào bên trong phụ mình mang quà. Mỗi túi quà đều có giá trị ngang bằng nhau, gồm 10 cân gạo, một thùng mì tôm và một cái phong thư chứa 200.000 đồng. Thời gian trôi đi càng lúc lại càng có đông người đến. Tuy đã chuẩn bị đến hơn 200 phần quà, nhưng tới 10 giờ sáng đã hết sạch, mà lượng người ở ngoài sân vẫn còn đâu đó chừng 10-15 người nữa. Thầy Biểu lúc này chép miệng. Ai chà chà chà, nhiều thật đấy, căng nhẹ. Thôi thưa bà con, tôi tính thế này. Tôi sẽ gửi cho bà con mỗi người 300 ngàn, coi như là bù cho phần quà. Thì có hơi ít hơn những người trước, nhưng mà bà con thông cảm nha, đợi sau tôi phát nữa thì đến sớm hơn. Tất nhiên là chẳng ai phản đối hay chê bai gì cả. Phát hết cho họ xong, ông thầy Biểu hoan hỉ rồi nói. Thôi, mọi người nhận rồi thì về đi. Đợi tôi nghỉ ngơi chiều nay lễ cúng tạ thủ thần. Khi nào mọi người có thời gian thì cứ ghé qua chơi, tôi sẽ hầu chuyện. Đám người làng gật gù không quên cảm ơn ông thầy Biểu trước khi ra về. Đợi cho họ đi khỏi, ông lọ mò tiến vào bên trong am, rồi nằm ngả lưng xuống chiếc võng móc ở góc cột nhà. Thầy ơi, thầy Biểu ơi. Còn chưa nằm được bao lâu, ông Biểu đã bị đánh thức bởi tiếng gọi từ bên ngoài vọng tới. Có chút bực dọc vì bị phá ngang giấc ngủ, nghĩ người gọi mình đây với mục đích xin tiền từ thiện, cho nên ông Biểu liền gắt lên. Ai đấy? Đã bảo là phát xong rồi cơ mà. Về đi để cho tôi nghỉ ngơi. Thầy ơi, con không phải tới để xin tiền, con tới nhờ thầy giúp con một chuyện. Giờ thì ông Biểu mới giãn hai hàng lông mày ra đôi chút, bởi nhận ra người đang gọi kia là một người phụ nữ còn trẻ. Dáng người cao ráo, bộ quần áo mặc trên người cũng khá tươm tất, biểu lộ là một người có tiền. Ông nhổm dậy bước thẳng ra ngoài nở một nụ cười đầy thân thiện. Sao, tới đây tìm tôi có chuyện gì? Con khổ quá, xin thầy cứu giúp con. Người phụ nữ ấp úng nói. Ông Biểu đẩy rộng cánh cầm ra hiệu cho đối phương đi vào. Khi người phụ nữ đã vào bên trong, ông bắt đầu hỏi chuyện. Rồi, có muốn gì cứ nói đi, đừng ngại. Người phụ nữ ấp úng phải mất một lúc lâu sau cô ta mới nói được. Thầy ơi, con muốn thầy yểm bùa người ta được không? Cái gì? Cô muốn yểm bùa ai? Làm mấy cái chuyện ác tôi không đồng ý đâu.
Thưa thầy, thầy đừng hiểu lầm. Con khổ tâm lắm con mới đến tìm thầy thế này. Vừa nói người phụ nữ vừa nghẹn ngào, nước mắt ứa ra từ trong hai mí mắt. Thôi nào, đừng có khóc, bình tĩnh đi. Kể cho tôi nghe, chồng cô cũng không có vẻ gì là một người ác độc. Và rồi sau khi nén cơn xúc động lại, người phụ nữ bắt đầu kể. Thưa thầy, con tên là Giang, nhà ở làng bên. Lấy chồng được 2 năm thì chẳng may anh ấy mất sớm. Sau khi chồng con mất, phía gia đình anh ấy vui cho con là cái số sát phu, rồi suốt ngày đánh đập mắng chửi. Đến nỗi đứa con trong bụng con, khi siêu âm phát hiện là con gái thì mẹ chồng bèn mua thuốc phá thai cho con uống. Con suy nghĩ nhiều lắm rồi, con không thể nào cứ rời đi trong uất hận như vậy. Đâm người ấy phải trả giá. Thưa thầy, thầy giúp con trả thù có được không? Nghe đối phương trình bày xong, ông Biểu có chút khựng lại đăm chiêu suy tính. Hoàn cảnh của cô cũng thật là tội nghiệp. Mà cô sinh năm bao nhiêu? Dạ, con sinh năm 95, tuổi Hợi đó thầy. Hợi hả? Thế ngày tháng ra sao? Dạ, ngày 23 tháng 7 âm lịch. Ông Biểu leo nhau cặp mắt, đưa mấy ngón tay lên bấm quẻ. Người phụ nữ tên Giang kia có vẻ tò mò lắm. Thầy hỏi tuổi con để làm gì vậy à? À, không có gì đâu. Tôi tính xem có giúp được không đấy mà. Chứ đâu phải ai cũng có thể làm bùa. Vâng ạ, thầy tính giúp con. Đợi thêm chừng 5 phút nữa ông Biểu gật đầu. Tôi tính xong rồi. Dạ, thưa thầy, con có làm được không ạ? Làm thì làm được, nhưng mà cái chuyện này liên quan tới điều kỵ trong nghề của tôi. Nếu như cô không giữ mồm giữ miệng... Dạ, thầy yên tâm. Bây giờ con chẳng còn mối quan hệ với bất cứ ai, nên làm sao có thể lọt được chuyện này. Chỉ cần thầy chịu giúp con có chết cũng không hé răng nửa lời. Rồi. Coi như là tôi giúp cô thay trưởng hành đạo. Nhưng mà bây giờ tạm thời cô cứ về đi, để tôi có thời gian chuẩn bị. Nhớ để lại số điện thoại tôi sẽ gọi. Vâng ạ, con đổ ơn thầy. Đợi cho Giang đi khỏi, ông Biểu bắt đầu bước tới bàn thờ tổ thắp hương khấn vái. Sư phụ, trời giúp con rồi. Chuyện này đại công sẽ sớm ngày cáo thành. Vừa khấn, gương mặt của ông hiện rõ nét âm hiểm. Nguyên do của cái biểu hiện khoái trá này đến từ mục đích thực sự của ông Biểu. 10 năm trước, trong một lần đi bắt quỷ, ông bị tàu hỏa nhập ma. Đến lúc mò về được nhà, ông thoi thóp sắp chết. Thầy Mười, sư phụ của ông khi đó không nỡ để cho đứa đệ tử của mình phải vong mạng, cho nên đã dùng một loại tà chú cấm để giúp hồn phách của ông được bảo toàn. Khi hồi tỉnh, ông Biểu chưa kịp mừng thì được thầy Mười tiết lộ. Cái tà chú cấm này tuy mạnh, nhưng đổi lại cái chu kỳ 5 năm một lần, ông Biểu phải tìm một người phụ nữ sinh vào ngày chí âm để hiến tế cô ta. Bằng không phép thuận của ông sẽ mất hết. Quay trở lại tàu hỏa nhập ma mà vong mạng. Ban đầu ông Biểu hoang mang lắm, nhưng rồi ông cũng chấp nhận đánh đổi. Dễ hiểu thôi, bởi đâu có ai lại muốn từ bỏ sinh mệnh của bản thân. 10 năm trôi qua, ông Biểu cũng đã hiến tế 2 lần. Người đầu tiên là một cô gái bán hoa, ông rủ dỗ về nhà mình làm bùa chiêu tài giải xui. Sau khi nhận bùa về, cô gái bắt đầu gặp những chuyện lạ. Đến khi phát hiện thì đã muộn. Cô phát điên tự chấm dứt mạng sống của mình bằng việc nhảy lầu tự vẫn. Việc một cô gái bán hoa tự tử là một thứ gì đó không quá đáng ngờ, nên ông Biểu cũng chót lọt kế hoạch của mình. Nạn nhân thứ hai của chu kỳ 5 năm có vẻ đứng đắn hơn khi là một người phụ nữ làm công nhân. Đến nhờ ông thầy Biểu làm bùa yêu, kéo người chồng ngoại tình của mình về nhà. Những gì xảy ra cũng tương tự như lần đầu. Có thêm 5 năm sống sót nữa. Nhưng tình hình bắt đầu khó khăn khi năm ngoái ông thầy Mười mất vì tuổi cao. Điều này đồng nghĩa với việc ông Biểu phải tự tay làm mọi thứ. Đã vậy, phía công an còn bắt đầu nghi ngờ và điều tra vì gia đình của người phụ nữ kia phát hiện những tin nhắn và cuộc gọi của cô với ông Biểu. Thế là ông phải tìm đường đi nơi khác, phần để tránh né sự điều tra của lực lượng chức năng, phần thì tiện tìm kiếm mục tiêu cho bản thân mình
trong chu kỳ hiến tế lần thứ 3. Và đây cũng là lý do ông Biểu dọn về làng Vừng và lập am thờ, phát trần để lấy lòng mọi người. Mọi thứ tiến triển thuận lợi nằm ngoài sức tưởng tượng, bởi người phụ nữ tên Giang vừa rồi hoàn toàn trùng khớp với những yêu cầu của một vật hiến tế. Tối hôm ấy, ông Biểu sau khi chuẩn bị xong bản lễ cũng như mấy loại bùa chú thì gọi Giang đến. Chỉ mới có mấy giờ đồng hồ thôi mà trông cô tiểu tụy thảm hại lắm. Cụ thể trên mặt của Giang in hẳn vết bàn tay đỏ ửng, cổ áo thì rách toạc, tay có vết mấy xước rớm cả máu. Nhìn thấy đối phương, ông Biểu giật mình. Trời đất ơi, cô mới bị đánh sao hả? Thầy ơi, con khổ quá mà. Cả nhà ấy họ đánh đập mắng trời con chỉ vì con nấu cơm xong muộn giờ. Trời đất, đúng là cái đám ác độc. Thôi được, cô yên tâm đi ra rửa mặt mũi chân tay cho sạch và đi luyện bùa với ta. Nhìn theo cái dáng của đối phương, ông Biểu đưa tay vuốt chòm râu dưới cằm của mình. Thực ra thì ông có thể làm phép yểm bùa biến Giang thành kẻ bị hiến tế ngay được, nhưng ông lại không muốn làm vậy giúp cô trước, bởi ông tự xem như đây là một cách giúp cho bản thân của mình đỡ áy náy. Một lát sau, Giang cũng đã rửa sạch chân tay và có mặt ở gian giữa. Ông Biểu chỉ về chiếc bàn thờ nhỏ, bảo cô cho một chút máu từ ngón tay trỏ của mình, sau đó dùng nó dò vào một cái chậu cây nhỏ. 3 giờ đồng hồ trôi qua, kết hợp đủ loại thần chú bắt ấn, ông Biểu đưa chậu cây kia cho Giang rồi thì thầm. Đây là cây huyết ngải, ta đã luyện chú cho nó, giờ cô mang về đi. Mỗi ngày đúng 12 giờ khuya nhỏ máu từ ngón tay của mình, rồi đọc họ tên ngày tháng năm sinh của người mà cô muốn yểm. Nó sẽ xem cô như là chủ nhân mà đi hại người kia. Khi nào chuyện hoàn thành, cô mang cái chậu ngải tới đây trả lại cho tôi, rồi tôi hủy bùa cho. Có thật là nó có tác dụng không thầy? Ồ kìa, cô không tin tôi thì tới đây làm gì? Dạ không phải, thầy đừng trách con. Con chỉ không nghĩ trên đời này có phép lạ thần kỳ như vậy. Có chứ, nhiều thứ huyền thuật này bí ẩn lắm, người chân mắt thịt như cô không thể nào biết được đâu. Thế bây giờ muộn rồi, cô về đi. Nhưng mà bắt đầu từ ngày mai nhé, chứ trong hôm nay không có làm được đâu. Để cho ngài hợp nhất với người cô đã. Vâng ạ, con hiểu rồi, thầy yên tâm. Sau khi chuyện này kết thúc, con sẽ hậu tạ thầy thật xứng đáng. Về đến nhà, Giang làm theo lời dặn của thầy Biểu, đem cái chậu ngải bỏ lên kệ sách trong phòng. Và tất nhiên việc làm của cô chẳng một ai hay biết hay thèm quan tâm. Nhìn cơ hội trả thù của mình trước mặt, cô nghiến răng chèo chẹo rồi gằn giọng. Tất cả chúng mày sẽ phải trả giá. Tất cả chúng mày. Cái con quỷ kia, sao mày ngủ giờ này chưa có dậy? Mày đâu rồi? Giang bị đánh thức bởi tiếng đập cửa và giọng nói đầy hung hãn của bà Năm, mẹ chồng của cô. Nhìn lên đồng hồ treo trên tường, mới hơn 5 giờ rưỡi sáng. Nhổm dậy khỏi giường, Giang mở cửa. Thưa mẹ, con... Còn chưa kịp nói hết câu, Giang ăn ngay một cú tát như trời giáng của đối phương. Bà Năm trừng mắt rồi gắt. Mày ngủ cái gì mà mày ngủ lắm thế hả? Có biết hôm nay trong nhà có đám giỗ hay không? Thưa mẹ, con xin lỗi. Lỗi phải cái gì? Mau lấy giỏ đi chợ đi. Vâng ạ, con đi ngay. Con đi ngay ạ. Giang gật đầu lia lịa lập tức bước ra khỏi phòng. Thực ra thì cô đâu lạ gì cái cảnh này, nhưng mà bây giờ có chậu ngải trong tay, hy vọng về màn báo thù trong đầu của cô chưa bao giờ lại lớn đến như vậy. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà đã gần đến 12 giờ khuya. Giang tắm rửa sạch sẽ, ngồi trước chậu ngải mà ông thầy Biểu đưa cho hôm qua. Đến giờ báo thù, đến giờ báo thù rồi. Vừa nói cô vừa dùng một con dao nhỏ cứa vào ngón tay trỏ của mình, lấy một giọt máu đỏ tươi, theo đó nhỏ xuống dưới đất. Cây ngải lập tức run lên bần bật, như thể có một luồng sức mạnh vô hình. Đợi cho máu dần cạn, Giang đọc họ tên, ngày tháng năm sinh của bà Năm, thứ mà cô dễ dàng có được nhờ căn cước của bà để trong hộp tủ. Xong xuôi, Giang nằm xuống giường lâm râm cầu khấn. Con cầu chờ khấn vật,
xin phù hộ độ chỉ cho con báo được mối thù này. Khấn xong thì Giang từ từ thiếp đi. Còn lúc ấy bà Năm đang ngủ say thì cảm thấy đầu của mình đau nhói, kèm theo đó là tiếng thì thầm gọi bên tai. Theo phản xạ bà mở mắt, và rồi bà như chết lặng bởi trông thấy một cái bóng người cao lớn gấp 3-4 lần người bình thường đang đứng kế bên giường của mình. Có chút hoảng loạn, bà giật lùi lại vì nghĩ có kẻ gian đột nhập vào trong nhà. Thế nhưng chưa kịp la lên hay tránh né thì bóng người kia lập tức lao đến, đấm đá túi bụi vào người của bà. Cơn đau nhói kéo bà Năm bừng tỉnh, cả mắt của bà ráo rác nhìn chung quanh để tìm kiếm cái bóng người kia. Nhưng lúc này chỉ có một mình trong phòng mà thôi. Thở vào một hơi, bà Năm tự trấn an, chỉ là nằm mơ thôi mà. Thế nhưng sự hoang mang của bà nhanh chóng quay trở lại khi bà cảm thấy cả người của mình đau nhức lắm, cứ như nó không nghe theo sự sai bảo của bà nữ vậy. Mình bị sao thế này? Đau quá. Cố gắng một lúc bà mới bật dậy, tiến đến bật chiếc đèn ngủ lên. Và rồi khi ánh sáng tỏa ra khắp gian phòng, bà há hốc mồm kinh ngạc bởi tay chân của mình chi chít những vết bầm đen bầm đỏ. Trời đất ơi, cái gì thế này? Nghe tiếng của bà Năm, Giang nhanh chóng có mặt. Cô từ bên ngoài chạy vào và hỏi với vẻ quan tâm, mẹ ơi, cái chuyện gì vậy ạ? Đau quá, nhà mình có trộm, mau báo công an. Ăn trộm ở đâu vậy mẹ? Tao bảo mày gọi, mày gọi đi. Muốn nó khoáng hết tiền của tao hả? Vâng ạ, con gọi ngay. Một lát sau, hai người công an xã nhanh chóng có mặt. Tuy mới chỉ 3 giờ sáng mà thôi, thế nhưng do bà Năm cũng thuộc hàng có tiếng nói trong khu vực cho nên được quan tâm lắm. Sau khi nghe bà Năm trình bày, hai người công an cũng kiểm tra một vòng hết mọi ngóc ngách trong nhà, nhưng mà không tìm thấy bất cứ người nào khả nghi. Cửa nào cũng không thấy bị xâm phạm. Thế là sau khi đảm bảo mọi thứ được an toàn, họ ghi nhận hồ sơ rồi rời đi. Còn lại một mình và con dâu ở trong phòng, bà Năm nhăn nhó vì cơn đau nhiều lắm. Nhức quá. Mẹ nói chứ, mày mau lấy thuốc giảm đau cho tao. Vâng ạ, con lấy ngay. Nhanh cái chân lên. Vừa nói bà vừa trừng mắt nhìn Giang. Tất nhiên là cô nhanh chóng chạy đi. Lát sau Giang quay trở lại với một viên thuốc giảm đau và chai dầu gió. Mẹ để con thoa dầu cho. Giang mở nắp chai dầu, một tay vừa bôi lên vết thương trên tay chân, tay còn lại thì xoa xoa những vòng chung quanh. Trời đất ơi, sao lại bầm đen bầm đỏ thế này? Cơn đau làm cho bà Năm không muốn trả lời con dâu. Bà cứ như vậy nghiến răng lại mà rên. Còn về phần của Giang, tuy lo lắng ra mặt như vậy, thế nhưng trong lòng của cô đang mừng thầm, bởi cô không ngờ được chậu ngải cung thể biểu kia lại phát huy tác dụng nhanh như vậy. Sau khi thoa dầu xong thì cơn đau trên người của bà Năm cũng có phần thuyên giảm. Bà phải phẩy tay ra hiệu cho Giang ra ngoài để mình nghỉ ngơi. Những tưởng đâu mọi thứ kết thúc, thế nhưng không. Chỉ vừa chợp mắt chưa được bao lâu, giấc mơ kinh khủng kia lại xuất hiện. Và lần này không chỉ có một mà đến 3-4 bóng người đen đúa cùng lao vào đánh đập. Vừa đau vừa nhức, bà Năm sợ lắm, cố gắng để thoát ra cho bằng được khỏi giấc mơ, thế nhưng không thể. Càng ngày những cú đánh càng trở nên mạnh hơn, đến nỗi mà bà ngất đi không chịu đựng nổi nữa. Lúc bà Năm tỉnh dậy thì nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, cả người mệt mỏi không một chút cảm giác. Từ bên ngoài, xương con gái của bà nhanh chóng có mặt, chạy ào tới rồi hỏi, mẹ ơi, mẹ tỉnh rồi à? Mẹ thấy trông người thế nào? Xương ơi, mẹ đau lắm. Ai làm mẹ ra nông nỗi này? Mẹ không biết, cứ mê tỉnh thấy có người đánh mình. Là sao, ai đánh mẹ? Không biết. Hay là mẹ lẫn nói năng linh tinh thế hả? Trong nhà của mình làm gì có ai? Chẳng lẽ là con Giang? Có cho tiền nó cũng chẳng dám. Con nghĩ mẹ nằm mơ rồi ngã xuống giường thôi. Mẹ không biết mà mệt lắm. Mẹ gọi bác sĩ cho mẹ xin tí thuốc giảm đau. Vâng ạ. Sau cả ngày nằm trong bệnh viện, tình hình của bà Năm cũng có tiến triển rõ rệt. Cơn đau nhức khắp người không còn nữa, thế là bà xin làm thủ tục xuất viện để ra về. Và khi sức khỏe đã trở lại,
cái miệng của bà tiếp tục hoạt động hết công suất. Bà kiếm đủ mọi cớ để la mắng Giang, thậm chí còn suýt hất đổ cái nồi canh cô đang nấu trên bếp vào người của cô. Tất nhiên là Giang không có lý do gì để phản kháng. Cô vòng tay lại rồi thưa: "Thưa mẹ, con xin lỗi, con rút kinh nghiệm mà. Mày liệu thần hồn với tao đi nha. Mày hại con trai tao vong mạng. Bây giờ mày phải ở đây làm trâu làm ngựa để đền tội đấy." Con biết rồi, con xin nghe theo lời của mẹ. Lò nấu đi, đừng có mà làm tao điên lên đấy. Nhìn theo bà mẹ chồng độc ác, Giang nắm hai bàn tay của mình thành nắm đấm rồi miệng thì thầm: "Bà cứ đợi đó, rồi tôi cho bà biết đâu là địa ngục trần gian." Đêm nay sau bữa cơm tối, thì dưới tác dụng của liều thuốc bác sĩ kê, bà Năm vào trong giường để nằm nghỉ ngơi. Không biết có phải vì còn e dè cái giấc mơ hôm qua hay không mà bà chưa dám chợp mắt. Thế nhưng bà cũng chẳng thức được quá lâu mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mê man. Cùng lúc đó ở gian phòng bên cạnh, Giang nằm trên giường lướt điện thoại để giết thời gian. Đã đến lúc cho cây ngải uống máu, tuy đang vui sướng với việc trả thù, thế nhưng không hiểu sao cô thích trong người của mình bồn chồn, bụng dạ nóng gian. Chưa hết, Giang có cảm giác thèm ăn thứ gì đó tươi sống. Chờ đợi một lúc thì thời khắc quan trọng đã đến. Giang cắt tay nhỏ máu xuống cây ngải. Cũng như ngày hôm qua, nó run lên rồi thấm hút sạch sẽ từng giọt. Và kết quả tất nhiên là kéo tới gần như ngay lập tức. "Bà Năm, bà Năm." Bà Năm đang ngủ thì nghe có tiếng người gọi tên. Tỉnh dậy, bà ngơ ngác đảo mắt chung quanh. Cuối cùng thì bà cũng nhận ra được người vừa gọi tên mình. Nhưng gọi là người không hẳn, bởi nó trông như một cái đống lửa bay lơ lửng trên trần nhà. Chuyện kinh khủng bây giờ mới bắt đầu. Bà Năm cảm thấy đầu của mình đau như búa bổ, giống như có ai đó dùng búa đập mạnh vào. "Đau quá, làm ơn ngừng lại đi." Tiếng kêu van yếu ớt của bà Năm vang vọng. Giang thì đứng ngay ở bên ngoài cửa. Cô nghe thấy chứ, nhưng mà không muốn trợ giúp hay đưa mẹ chồng mình vào viện như hôm qua, vì Giang muốn để cho bà gánh chịu sự trừng phạt nhiều nhất có thể. Chiều hôm sau, bà Năm mới có thể thức dậy. Và việc đầu tiên bà làm đó chính là thì thào gọi: "Giang, Giang, mày đâu rồi?" Giờ thì Giang không thể phớt lờ được nữa. Cô mở cửa bước vào vẫn là gương mặt lo lắng: Mẹ gọi gì vậy à? Tao đau lắm, mày mau gọi người đưa tao vào bệnh viện." "Mẹ đau thế nào ạ? Giống như hôm qua hả mẹ?" "Mau lên, nói nhiều thế." "Vâng ạ." Lần thứ hai nằm viện, bà Năm vẫn được chẩn đoán là suy nhược cơ thể chứ không hề có bệnh tật gì cả. Thế nhưng đối với bà mà nói, chuyện xảy ra trong giấc mơ nó ám ảnh và đáng sợ lắm. Đến trưa thì Sương cũng có mặt. Cô ta có vẻ không ân cần lo lắng như hôm qua, mà khá khó chịu khi đang bận giải quyết công việc ở nhà riêng của mình. Đứng bên cạnh giường, Sưng lẩm bẩm: "Mẹ bị sao thế?" Bà Năm kể chuyện về giấc mơ của mình cho con gái nghe. Thế nhưng Sưng vốn đang khó chịu thì làm sao tin được. Cô lập tức lắc đầu phản bác ngay: "Mẹ lớn tuổi rồi, cứ xem mấy cái phim ảnh linh tinh thì gặp ác mộng là chuyện thường cơ mà." "Không phải đâu Sương ạ, mẹ không phải cái gì chứ. Bác sĩ cũng bảo mẹ không có bị bệnh gì. Sau này mấy cái chuyện như vậy đừng có gọi con đến nhau, phiền lắm." "Mày..." Bà Năm chưa kịp nói hết câu, Sương đã bước ra ngoài để nghe một cuộc điện thoại quan trọng. Bà Năm u uất nằm thở dài để bất lực. Đúng lúc này Giang từ bên ngoài mang theo cái cặp lồng đựng đồ ăn. Thường ngày bà Năm hà khắc với cô như vậy, nhưng trước chuyện hiện thời, bà không tìm ai được để chia sẻ, cho nên thì thầm vẫy tay: "Giang, mày lại đây mẹ bảo." "Vâng ạ, có chuyện gì vậy mẹ?" "Mày hôm nay có thấy trong nhà của mình có chuyện gì lạ không?" "Lạ là sao ạ?" Thì Bà Năm đảo mắt nhìn chung quanh rồi kể về hai cơn ác mộng của mình. Nhưng làm sao Giang có thể giải đáp thắc mắc cho bà. Cô lắc đầu rồi nói: "Con không thấy gì lạ cả. Với lại chị Sương có dặn con, thôi hôm nay không cho mẹ xem phim, đi nghỉ ngơi sớm để cho khỏe." "Nó thì biết cái gì chứ." "Thôi mẹ ăn cơm đi, con nấu đây.
Món thịt xào mẹ thích đấy. À, cứ để đó tao ăn sau. Vâng ạ. Thế để con xuống căng tin mua thêm tí đồ dùng cá nhân nhé. Sức cầu rằng đứng dậy lọ mọ rời đi. Vừa bước ra khỏi cửa phòng bệnh, cô vui mừng tới mức như thể gào lớn lên được. Thế nhưng rồi cũng kiềm chế được sự phấn khởi, rằng lẩm bẩm: chưa là gì đâu, rồi đây bà sẽ chịu gấp mấy lần sự hành hạ ấy. Đêm nay bà Năm chưa khỏe hẳn, cho nên không làm thủ tục xuất viện. Ngoài ra còn có thêm nguyên nhân nữa khiến cho bà không muốn về nhà. Bởi ít ra trong căn phòng bệnh này cũng có thêm 3-4 bệnh nhân và người nhà của họ, cho nên ở đây cho bà cảm giác yên tâm hơn hẳn. Đến độ hơn 10 giờ thì bà Năm chuyện trò xong với mấy người bạn cùng phòng thì trở về giường nhanh chóng thiếp đi. Thế nhưng bà làm sao có thể ngờ được rằng một lần nữa cái đốm lửa đỏ rực kia lại hiện lên. Vừa gọi tên vừa bay lơ lửng chung quanh, kèm theo đó tất nhiên là một cơn đau như búa bổ trên đầu. Chưa hết, cơn đau chưa vơi thì bà Năm nhận ra trong phòng có đến gần chục cái bóng người khác. Họ bao kín lấy chiếc giường bệnh của bà, rồi như chèo kéo muốn đưa bà đi vậy. Hơn 3 giờ sáng bà Năm bừng tỉnh, bà bật dậy khỏi giường với gương mặt đầy mồ hôi. Nhìn sang chung quanh những bệnh nhân cùng phòng vẫn ngủ say, không hề biết được gì cả. Bà Năm nhăn nhó đưa tay sờ lên đầu của mình. Đau quá, Giang ơi, mày đâu rồi, Giang ơi? Bà Thiều thào gọi, Giang cũng nhanh chóng có mặt. Khá may mắn khi ban nãy cô về nhà, cho kinh ngải uống máu, tranh thủ chợp mắt một lúc rồi quay trở vào trong bệnh viện. Mẹ cần gì à? Tao đau đầu quá, mày gọi bác sĩ đi. Vâng ạ. Bác sĩ với mấy cô y tá nhanh chóng có mặt đưa bà Năm đi thăm khám. Và lại thêm một lần nữa họ chẳng tìm ra được vấn đề gì. Nổi cơn thịnh nộ, bà Năm liền cáu gắt. Các người làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Tôi đâu muốn chết được đây này mà cứ bảo là không có bị gì. Đợi đến lúc vật ra chết thì mới có sao hả? Vị bác sĩ nhẹ nhàng rồi đáp. Thưa bà, chúng tôi đã làm hết những bước kiểm tra và xét nghiệm. Nếu bà còn không tin có thể chuyển lên bệnh viện tuyến trên để thăm khám. Tại đó có nhiều máy móc hiện đại, có thể tìm ra được bệnh của bà. Đúng là cái bọn vô trách nhiệm. Được, tôi không thèm ở cái xó này của bọn mày nữa. Nói xong những lời miệt thị này, bà Năm tức tưởi rời đi. Về đến phòng bệnh bà liền gắt. Giang, dọn hết đồ, tao muốn về nhà. Ơ mẹ, trời còn chưa sáng mà. Tao không chịu nổi cái bọn bác sĩ hách dịch ở đây. Mau dọn đồ đi về. Vâng ạ. Trên đường về, Giang đứng nghe bà Năm nói về dự định đi lên thành phố để khám bệnh ở một bệnh viện lớn hơn. Thế nhưng nếu vậy thì cô sẽ phải mang theo chậu cây ngải. Điều này sẽ rất bất tiện và dễ bị phát hiện. Tuy nhiên cô làm gì có lý do để từ chối. Trở về nhà sau màn đấu khẩu ở bệnh viện, trông bà Năm có vẻ tiều tụy mệt mỏi lắm. Bà nằm xuống giường nhưng sợ nên không dám ngủ mà cứ ngồi thu lu đợi cho đến lúc trời sáng. Còn Giang cô cũng chẳng cảm thấy thoải mái là bao, bởi từ nãy đến giờ người cô cứ mệt mỏi. Nhưng Giang đoán chắc do mình thiếu ngủ và mất kha khá máu sau 3 ngày vừa qua, cho nên mới mệt mỏi như vậy. Thế là để bù sức, cô thay quần áo rồi leo lên giường đánh một giấc. Trải qua giấc ngủ kéo dài đến khoảng 8 giờ sáng, Giang cũng lọ mọ thức dậy. Việc đầu tiên cô làm là đi xem bà Năm như thế nào. Vừa hé cửa, cô trông thấy mẹ chồng đang ngồi ở trên giường, hai mắt mở thao láo nhìn vào góc phòng một cách vô thức. Trông bà bấy giờ tiểu tụy cứ như già thêm cả chục tuổi vậy. Giang thầm nghĩ, giờ thì bà biết thế nào là đau khổ sợ hãi chưa? Thôi cứ thoải mái mà tận hưởng đi. Tôi ra chợ mua đồ ăn về ăn mừng đây. Khép lại cánh cửa, cô trở về phòng, vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo để đi chợ. Hôm nay là chợ phiên cho nên có đông người lắm. Giang phải dựng xe từ ngoài cổng rồi đi bộ vào. Đúng nghĩa là ăn mừng khi cô mua sắm rất nhiều món ngon, nào là thịt cá, trứng sữa. Khề nề xách đống đổ ra xe, đang mệt bở hơi tai thì Giang nhận ra chiếc xe của mình đang bị một đứa con nít dùng món đồ chơi trên tay cào lớp sơn. Ê cái thằng kia, mày làm gì đây?
Đứa bé giật mình vội quay lưng chạy đi, nhưng Giang đã nhanh tay hơn cột lao tới chộp lấy nó. Mày phá xe của người khác mày còn định chạy hả? Mày là con cái nhà ai? Ủa, là con Giang đó hả? Thêm một lần nữa có một người xuất hiện. Giang nhận ra đây là bà Kim, một người bạn của gia đình chồng. Dạ, chào dì Kim, dì đi chợ à? Ờ, đây là cháu nội tao, mày làm gì nó đây? Cháu dì tốt quá rồi, dì xem đi này, nó phá xe của con đấy. Phá đâu, xe cộ chắc có tí sơn bọ bèn gì, mày cứ làm quá lên đấy con. Dì nói sao nghe dễ vậy, chiếc xe này con giữ kỹ lắm. Dì không dạy được cháu mình à? Chị cũng phải có một lời xin lỗi chứ. Lỗi phải gì mà xin, trẻ con chúng nó biết gì đâu. Lại trẻ con, dì nói vậy sao mà được? Có gì mà không được. Mày nghĩ mày là ai mà mày đòi cháu tao xin lỗi? Cái thứ sắt chồng như mày á, bạn tao rộng lượng cho mày ở nhờ, chứ gặp người khác họ đuổi mày đi từ lâu rồi. Đúng là cái thứ suối quẩy dơ bẩn như nhớp. Khỏi phải nói, những lời của bà Kim vừa nói đây làm cho Giang sững sờ. Cơ mím chặt môi cơn uất hận khiến cả người của cô run lên. Chưa dừng lại ở đó, bà Kim tiếp tục. Sao hả? Ta nói cái gì sai hả? Mày mau biến đi, đừng có chạm vào cháu tao, xui xẻo lắm. Giang buông đứa trẻ ra, bất ngờ cô nhuận miệng cười. Vâng, dì nói vậy thì cho tôi xin lỗi dì. Chúc dì và gia đình mạnh khỏe. Nói xong, Giang quay lưng bước tới lấy xe rời đi. Bà Kim vẫn lèm bèm rèm pha đằng sau. Đi khỏi cổng chợ, Giang tắt hẳn nụ cười trên môi, thay vào đó là một lời đe dọa. Bà cứ đợi đi, rồi sẽ tới lượt của bà nhanh thôi. Về tới nhà, bà Năm lúc này vẫn chưa ra khỏi phòng. Giang lò mò xuống bếp chế biến bữa cơm trưa. Và rồi khi đang làm cá, nhìn thấy cái măng phồng lên xẹp xuống của nó, không hiểu sao Giang lại thấy lồng ngực của mình như là đập theo vậy. Cảm giác thèm thuồng khiến cho cô mím chặt môi của mình lại. Thế nhưng rồi khi không còn chịu nổi nữa, cô đưa lươn con cá lên, cắn một phát ngập mồm. Nếu như bình thường mùi hôi tanh của con cá sống khiến cho Giang nhăn mặt, ấy thế mà lúc này cô lại thấy nó thơm ngon lắm. Cứ như vậy con cá được cô ăn trọn, chỉ còn lại trơ xương với phần đầu mà thôi. Thêm một tuần nữa trôi qua, có vẻ cái giấc mơ kinh khủng kèm theo cơn đau kia vẫn chưa buông tha cho bà Năm. Khi mà nó xuất hiện ngày càng nhiều, bà cũng lên thành phố để khám, nhưng chẳng ai tìm ra được căn bệnh bà đang mắc là gì. Không ngủ nghỉ ăn uống gì được khiến cho bà yếu đi nhiều lắm. Sương hay tin thì cũng xin nhà chồng cho mình về để chăm sóc mẹ. Mà gọi là chăm sóc vậy thôi, chứ chủ yếu là cô giám sát Giang, xem thử bà chị dâu này làm ăn thế nào mà mẹ càng ngày càng ốm yếu như vậy. Còn về phần của Giang, cơn nghiện máu và thịt tươi ngày càng tăng lên mãnh liệt. Kèm theo đó mỗi lần chợp mắt, Giang lại nghe thấy giọng cười của một người bí ẩn nào đó. Giọng cười không quá lớn, nhưng nó cứ vang vọng trong trí não của cô vậy. Sáng nay Giang đi chợ về, trông thấy Sương đang ngồi cho bà Năm uống sữa ở phòng khách. Vẫn với vai diễn của mình, cô tươi cười mở lời. Chà, mày chịu uống sữa rồi hả Sương? Chị đi đâu mà lâu vậy? Tôi tưởng chị ngủ ở ngoài đó rồi chứ. Hôm nay do chợ đông, với lại giá cả đắt hơn mọi khi, nên phải cân đo đong đếm hơi lâu. Chị nói như cái nhà này thiếu tiền tới mức phải tằn tiện từng đồng, hay là chị đi rêu rao bên ngoài như vậy cho người ta cười vào mặt mẹ con tôi? Không có, em hiểu lầm rồi Sương, chị đâu có ý đó. Thôi em ngồi chơi với mẹ nhá, chị xuống nấu cơm. Giang xách giỏ xuống dưới bếp. Sự có mặt của Sương mấy ngày hôm nay khiến cho việc đồ ăn sống của cô phải cẩn thận hơn đôi chút. Hôm nay thực đơn riêng của Giang đầm một tảng thịt bò còn dính khá nhiều máu tươi. Nhìn ngó ra ngoài phòng khách, hai mẹ con bà Năm vẫn ngồi đó. Thế là cô tranh thủ nhanh ngấu nghiến từng mảng thịt. Mùi máu tanh kèm theo cái vị nhàn nhạt của thứ đồ tươi khiến cho Giang thỏa mãn lắm. Ăn xong cô lại lọ mọ nấu nướng như bình thường. Tôi đến đã không biết bao lần Giang cho chậu ngải uống máu. Thế nhưng hiện tại nó trông đã lớn khá khá rồi, lại còn nảy thêm chồi và nhành cây mới. Đúng 12 giờ đêm, Giang thực hiện xong nghi thức thì ngả lưng nằm xuống.
dự định sẽ đánh một giấc. Vì bà Năm nằm ngủ cùng con gái cho nên cũng chẳng cần lọ mọ xăng. Nằm được một lúc thì Giang cũng chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê man, cô lại nghe giọng nói kia thì thầm: Giang ơi, mày muốn con mụ già đó chết chưa? Giang ơi. Hai mắt của Giang vẫn nhắm nghiền, nhưng miệng cô trả lời trong vô thức: Tôi muốn bà ấy bị hành hạ thêm. Thế là nhiều rồi. Mày để tao lấy mạng nó đi, tao thèm linh hồn của nó lắm. Với lại giải quyết nhanh, rồi đến con mụ kim hách dịch kia nữa chứ. Nghe đến đây, Giang gật cù cho là phải. Đúng, còn con mụ ấy, tôi phải trả thù mụ ta. Thế để tao giết mụ Năm trước nha. Rồi, cứ giết đi, giết đi. Giọng cười thét thét vang lên rồi nhỏ dần. Giang cũng không biết vừa rồi là mơ hay là thật, cô nhanh chóng trở lại với giấc ngủ của mình. Chưa nằm được bao lâu thì Giang nghe tiếng gõ cửa ầm ầm ở bên ngoài. Cô giật mình bừng tỉnh. Ai đó mẹ hả? Tôi Sương đây. Chị mau qua xem mẹ bị sao này. Làm sao? Bảo lên tôi không biết. Giang mở cửa theo chân của Sương qua phòng của bà Năm. Đến nơi, đập vào mắt của cô là một cảnh tượng khá đáng sợ. Cơ thể bà Năm nằm trên giường, ho ra từng bụi máu, ướt đẫm cả một vạt áo. Hai mắt của bà mở trừng trừng long lên sòng sọc. Mẹ ơi! Giang chạy tới vợ hỏi ngăn, thấy mẹ chồng của mình dậy. Cô còn quay sang nạt Sương: Mau gọi xe cấp cứu, mau lên! Tuy nhiên tình hình của bà Năm chuyển biến xấu đi nhanh lắm. Lúc đưa đến bệnh viện thì bà không còn thở nữa. Đám tang của bà Năm diễn ra lớn lắm, đông đảo họ hàng bạn bè và cả những người hàng xóm đến viếng, và tất nhiên còn có sự có mặt của bà Kim. Trông thấy con mồi tiếp theo của mình, Giang mừng rỡ lắm. Nhưng khó khăn ở chỗ, cô làm sao biết được chính xác họ tên và ngày tháng năm sinh của bà ta bây giờ. Sau một hồi suy nghĩ, Giang nảy ra một ý tưởng táo bạo. Đó chính là trộm cái thẻ căn cước của bà ta. Thế nhưng mà để thực hiện được đó thì cũng chẳng dễ dàng gì. Khi bà Kim đang ngồi nói chuyện với mấy người bạn ở bên ngoài, chiếc túi xách thì kè kè bên người không rơi. Suy tính thêm một lúc, Giang vợ như mang cốc nước cam ra rồi hỏi chuyện: Dì Kim, lần nữa dì ở lại dùng cơm với gia đình con nhé. Sẵn ở lại với mẹ con thêm một chút. Khi còn sống mẹ con cứ nhắc dì suốt, bảo là chỉ có mình dì là bạn thân. Bà Kim gật gù: Cầm được. Bạn bè với nhau nghĩa tử là nghĩa tận. Mày đã có lời như vậy, ta cũng nghe theo thôi. Thế đối phương đã dính bẫy, Giang hào hứng lắm. Và khi trong bữa cơm, bà Kim phải gác cái giỏ sách của mình ở tạm trong phòng ngủ của Giang. Thế là không một chút chần chừ, cô nhân lúc còn đang đông người, cô chạy vào ngay để moi tìm thẻ căn cước của bà Kim rồi chụp lại. Giờ thì hết chạy nhé. Tôi sẽ cho bà mau chóng xuống gặp mẹ tôi. Ở đó hai người tha hồ mà nói chuyện với nhau. Kế hoạch của Giang có vẻ thuận lợi và tiến triển nhanh lắm. Bởi chỉ sau đám tang của bà Năm vài hôm, cô nghe phong phanh tin tức bà Kim đổ bệnh, chật ngã rồi tai biến nằm liệt một chỗ. Tất nhiên là làm gì có ai nghi ngờ người đứng đằng sau vụ tai nạn này lại chính là Giang. Lại nói về ông thầy Biểu. Sau khi hay tin đám tang của bà Năm hoàn tất, ông chờ mãi mà không thấy Giang mang chậu ngải đến trả cho mình làm phép hiến tế. Chiều nay sốt ruột quá, ông đánh bảo gọi điện cho đối phương để thúc giục. Alo, Giang đó hả? Xong việc chưa? Thưa thầy, con còn tí việc nữa. Giải quyết xong con sẽ sang cảm tạ thầy. Còn việc gì? Chẳng phải mẹ chồng con đã mất? Vâng, nhưng còn một kẻ đáng ghét nữa thầy. Con muốn trừng trị xong rồi đến trả cho thầy. Thì chỉ có đợi con ít hôm. Được, con phải tranh thủ. Giữ cây ngải bên mình quá lâu không tốt. Con biết rồi, thầy yên tâm. Xong việc con sẽ sang. Cuộc gọi kết thúc, ông Biểu lẩm nhẩm tính toán. Thực ra thì cũng chưa gấp đến độ thực hiện ngay việc hiến tế. Miễn là trong năm nay là được. Cho nên ông cũng châm chức cho Giang được toại nguyện. Thời gian thấm thoát trôi qua. Mới đây mà đã tròn 7 ngày kể từ khi chôn cất bà Năm. Hôm nay Sương cũng làm màu với thiên hạ, thuê hẳn gần chục ông thầy chùa về làm lễ tụng kinh siêu độ cho mẹ mình.
Khỏi phải nói, hành động này của đứa con gái ruột làm cho không ít người có mặt ở đó ca ngợi. Còn Giang thì tất nhiên là phải nghe thêm những lời gièm pha. Đấy, tính ra cái số của con này nó xấu thật đó. Sát chồng đã đành, bây giờ sát cả mẹ chồng đấy. Giang nghe được nhưng không muốn trả lời. Đối với cô mà nói, đợi cho đủ 100 ngày của bà Năm thì sẽ lấy lại chút tiền 500 triệu để bắt đầu cuộc sống mới. Số tiền này là vốn hai vợ chồng gây dựng từ hồi quen nhau. Sau đám cưới, Giang nghe lời của chồng đưa tiền cho bà Năm giữ số tiền đó trong ngân hàng để lấy lãi, đến khi nào cần đầu tư gì sẽ rút ra. Thế nhưng biến cố ập đến khi chồng cô mất đi, khiến cho đến giờ Giang chưa có cơ hội để rút tiền. Giờ bà Năm mất rồi thì khỏe, cô có vốn để mở một cửa hàng buôn bán đồ quần áo, vải vóc nho nhỏ mà sinh nhai. Sau bữa cơm chiều nay, Giang đang định đóng cửa nghỉ ngơi sớm như mọi hôm thì thấy Sương chạy đến. Thường thì cô ta chỉ đến vào ban ngày để thắp hương cho mẹ của mình mà thôi. Lấy làm lạ, Giang tò mò rồi hỏi: Ủa Sương, xem đến muộn vậy thắp hương cho mẹ hả? Để đến lúc sáng, thế nhưng bận giải quyết một vài chuyện. Giang gần gù để cửa cho đối phương. Sau khi thắp hương xong, Sương lại không về mà ra phòng khách ngồi, kèm theo câu nói với giọng khá là nhẹ nhàng: Chị Giang, chị ra đây em có chuyện muốn nói. Biết ngay có chuyện gì đó, thế nhưng Giang cũng gần gù bước theo. Chuyện gì đó em cứ nói đi. Mẹ cũng đã mất rồi, bây giờ chị có thể bắt đầu cuộc sống mới. Đừng ở đây lo hương khói nữa, em sẽ thay cho. Chứ để chị ở đây thế này thì cũng ngại lắm. Em muốn đuổi chị đi sao? Không phải. Chị làm gì mà nói nặng nề vậy chứ, em muốn tốt cho chị mà. Tốt hả? Thì cũng được thôi. Trả lại cho chị 500 triệu rồi chị đi. 500 triệu gì? Trước thái độ ngơ ngác của đối phương, Giang giờ đây cũng đã nhận ra nguyên do sự có mặt này của Sương. Sương, chuyển số tiền 500 triệu hôm vợ chồng chị giao cho mẹ, vợ chồng em cũng có mặt, sao bây giờ em lại nói vậy? Em đâu có nhớ gì đâu. Với lại chị có giấy tờ gì không? Cho em xem đi. Nếu không thì không có ai tin chị đâu. Chồng chị mất, mẹ chồng cũng mất, bây giờ chị định ở lại đây để nhờ chia của hả? Tôi nói thẳng luôn là không có phần của chị đâu. Tôi bảo chị rời đi là muốn tốt cho chị. Còn nếu chị thương mẹ, muốn ở lại giúp hương khói thì tôi chiều thôi. Mày... sao hả? Chị định làm gì tôi? Mày... Giang dần đến tím cả mặt. Tuy nhiên cô cũng rất nhanh bình tĩnh lại rồi hạ giọng: Được, em nói sao thì chị nghe vậy thôi. Chị mong sau này em đừng hối hận với quyết định này của mình. Chị nói vậy là sao? Hối hận gì? Chị đang đe dọa tôi đó hả? Tôi chấp cả lò của chị cũng không dám làm gì tôi đấy. Dứt câu thì Sương nhổm dậy rồi ra về. Nhìn theo bóng dáng của đối phương, Giang nhuận miệng cười một nụ cười đầy bí hiểm. Tất nhiên là đối với cô, cái danh sách những kẻ cần trả thù lại có thêm một cái tên mới. Sương về đến nhà thì trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa. Cơn mưa có vẻ lớn lắm. Long mình mày xong, cô kể lại chuyện mình đuổi khéo được người chị chồng cho Thịnh, chồng của mình nghe. Cả hai cười ra vẻ khoái chí lắm. Đúng là cái đồ nhà quê, cứ tưởng mặt dày ở đây thì sẽ được chia tài sản. Mơ đi. Tiền chứ có phải là giấy lộn đâu mà muốn lấy thì lấy, đừng hòng có được một xu. Thịnh gật đầu hưởng ứng theo vợ. Đúng vậy, em làm như vậy là đúng. Tiền của mẹ mà sao để lọt ra ngoài được chứ. Mà này, đợi mà đuổi được chị ta đi á, em cũng nên tính chuyện bán luôn căn nhà của mẹ. Giá đất đang cao đó, không bán để nó hạ nhiệt thì tiếc lắm. Vâng ạ, em biết rồi. Trò chuyện xong, có vài người bạn rủ Thịnh đi nhậu, cho nên anh ta mặc áo khoác rồi tất tả rời đi. Còn lại một mình, Sương cũng mở tivi rồi xem mấy chương trình giết thời gian. Một lát sau thì cơn mưa càng lúc càng to, cái bầu không khí cũng vì vậy mà u ám lắm. Cô lấy điện thoại gọi cho chồng để bảo anh về sớm đừng nhậu nữa. Nghe từ đầu dây bên kia, Sương nhận ra cái giọng lè nhè của chồng mình mà khó chịu. Anh có về không thì bảo, hay là đợi tôi ra tận nơi mắng cho một trận. Kìa, về ngay,
đừng có mà nóng. Cuộc gọi kết thúc, Sương lẩm bẩm ra vẻ khó chịu. Gần 10 phút trôi qua vẫn chẳng thấy chồng đâu. Cô sốt ruột bước tới mở hé cánh cửa. Thịnh chưa về nhưng thay vào đó Sương bất ngờ khựng lại khi cô thoáng thấy bóng người đang đứng kế bên hàng rào. Một cái bóng quen thuộc lắm. Mẹ, mẹ. Đúng là cái dáng của người này giống với bà Năm. Thế nhưng làm sao được, bà đã mất rồi cơ mà. Khỏi phải nói, Sương kinh hãi há hốc miệng mà không thốt nên lời. Đúng lúc ấy thì một tia sét xẹt ngang qua bầu trời, kèm theo đó là tiếng sấm gầm vang. Sương hoảng hồn giật lùi về đằng sau theo quán tính. Và chỉ trong chớp mắt, cái bóng người giống bà Năm kia cũng không còn nữa. Tiếng động cơ từ chiếc xe máy của Thịnh cũng vang vọng từ ngoài cổng, khiến cho Sương như hoàn hồn. Để chồng vào trong, cô lập tức đóng sầm cửa lại rồi thở hồng hộc. Thịnh đang phủi phủi cái áo khoác cho bớt nước rồi cũng nhận ra được sự khác lạ trên gương mặt của vợ. Cộng với việc cô không ngừng chỉ mắng hay cầu nhau gì đó như trong cuộc gọi ban nãy, anh ta lúc này liền hỏi: em có chuyện gì sao? Ngập ngừng thêm một lúc nữa, Sương nói: em hình như em thích mẹ. Cái gì? Em có đang nghiêm túc không? Sao tự nhiên lại thích mẹ? Mẹ mất rồi cơ mà. Em thấy mẹ đứng ở ngoài hàng rào nhìn vào trong nhà. Cái dáng người đó không lẫn được đâu. Thôi, nhiều khi trời mưa to gió lớn em bị hoa mắt, chứ làm sao có cái chuyện đó. Trước lời trấn an của chồng, Sương gần gù: em cũng không biết, nhưng mà em lo lắm. Có gì đâu, em bình tĩnh thoải mái đi mà. Mẹ mới mất hạn chế nhắc nhiều để cho bà còn siêu thoát. Em biết rồi, mà sau này anh đừng có nhậu về khuya vậy, lỡ có gì thì sao? Anh biết rồi. Thế anh đi tắm còn ngủ, mà còn phải lo công chuyện, em vào phòng trước đi. Và đến trong phòng ngủ, cảm giác ấm cúng và kín đáo của nó làm cho Sương bình ổn trở lại. Nằm đợi một lúc, Thịnh cũng bước vào. Hai người nằm xuống giường nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng tưởng đâu đây là một giấc ngủ bình ổn thì có tiếng động kỳ lạ làm cho Sương giật mình tỉnh dậy. Cô đảo mắt nhìn chung quanh, nhận ra Thịnh còn đang ngủ say sưa bên cạnh. Tiếng động một lần nữa vang lên, có vẻ như nó phát ra từ phía phòng khách, nghe như là tiếng bước chân của người nào đó vậy. Hay nói đúng hơn, cái âm thanh này gợi lại cho cô về tiếng guốc gỗ mà bà Năm hay dùng mang trong nhà khi còn sống. Hơi có chút lo sợ trong người, Sương đưa tay lay Thịnh. Anh ơi, anh ơi. Vốn đang trong cơn ngái ngủ cộng với hơi men trong người, cho nên Thịnh không muốn dậy, ngược lại có phần còn cáu gắt. Có chuyện gì thế? Anh đang ngủ mà, đừng làm phiền anh. Anh ơi, hình như bên ngoài có tiếng gì đó. Kệ nó đi, chắc là con mèo con chuột thôi mà. Sương đang định giải thích gì thêm thì tiếng động lại vang lên một lần nữa. Bây giờ thì nó to và rõ hơn. Cô thẳng thốt: đấy, anh có nghe gì không? Thì cũng giật mình, anh nhổm dậy: tiếng gì nhỉ? Vừa nói anh ta vừa bước xuống giường, mở cửa tiến ra nhà ngoài. Đầu chừng 10 phút sau, Thịnh trở lại với một vẻ mặt khó chịu. Làm gì có gì đâu. Anh kiểm tra kỹ chưa? Kỹ rồi, không có gì đâu. Chắc là con mèo con chuột thôi mà. Sương cũng đã chớm chút trấn an rồi, nhưng còn chưa kịp bình ổn hơi thở, cô trợn trừng mắt lên. Bởi phía sau lưng của Thịnh, một cái bóng người đầy quen thuộc xuất hiện, là bà Năm. Bà với gương mặt đầy máu của mình, giơ bàn tay run rẩy vẫy gọi con gái. Sự sợ hãi đàn tới mức cực độ, Sương hét toáng cả lên. Tiếng hét của cô xé toang bầu không khí tĩnh lặng của buổi đêm. Thịnh tất nhiên là chẳng hiểu gì, anh bước tới nắm vai của vợ rồi hỏi: có chuyện gì đấy? Cái gì mà em hét lên ghê vậy? Là mẹ. Vừa nói, Sương vừa đưa tay chỉ ra ngoài cánh cửa. Tất nhiên là Thịnh không thể thích được như vợ của mình. Sau khi ngó nghiêng, anh quay lại rồi trấn an: nào, em bình tĩnh đi. Làm gì có ai, em mơ ngủ đấy. Không, không nhầm được, em thấy rõ ràng là mẹ mà. Có chút hơi bực mình vì sự bù lu bù loa của vợ, nhưng Thịnh cũng kiên trì dỗ dành cho cô đi ngủ. Phải vất vả lắm cô mới chịu nghe lời.
Sáng hôm sau trời đã tạnh mưa, nhưng trông vẫn còn u ám. Sương vẫn ngồi trước thềm nhà đưa cặp mắt để mệt mỏi nhìn bâng quơ. Đêm qua trong lúc ngủ lại lần thứ hai, cô lại thấy bà Năm hiện ra, vẫn cái dáng vẻ đầy ám ảnh đó. Có tiếng chuông điện thoại vang lên, Sương giật mình, nhận ra người gọi là bà cô bên họ ngoại. Alo, con nghe đây cô Tư. Mày biết tin gì chưa con? Tin gì ạ? Bà Kim bạn của mẹ mày mất rồi đấy. Sao lại mất ạ? Mấy hôm trước con còn gặp dì ấy đi viếng đám ma của mẹ con. Thế mới nói, đúng là đời người vô thường thật đấy. Mất đêm hôm qua, tao thấy tội cho bà ấy quá. Hôm nay làm lễ tang đây, mày cũng nên thay mặt bà Năm sang viếng đi con ạ. Vâng ạ, con biết rồi, để con sửa soạn rồi con đi. Giữa trưa, Sương chạy xe tới cổng nhà bà Kim. Bên trong đã có khá đông người đến dự đám tang. Sương dừng xe bước tới ngồi ở cái bàn bên ngoài. Đợi chừng 15 phút nữa thì cũng đến lượt. Sương đi thẳng vào gian nhà giữa, nơi có chiếc quan tài cùng bản hương án của bà Kim. Cảnh tượng và thứ mùi đặc trưng của mớ hương trầm đối với Sương không còn xa lạ. Thắp xong nén hương, cô bước sang chỗ của Trâm, con gái lớn của bà Kim. Chị Trâm, dì Kim làm sao lại ra nông nỗi này hả chị? Trâm thở dài lắc đầu ngoài ngoại rồi đáp. Chẳng ai biết mẹ bị làm sao cả. Chỉ thấy bà than đau đầu rồi gặp ác mộng mấy đêm. Tới lúc đưa đi khám thì chẳng tìm ra được bệnh gì cả. Vừa mới cho về nhà để tịnh dưỡng thì đêm qua mẹ ho ra máu rồi mất. Sao à? Sương chớp mắt ra vẻ kinh ngạc lắm. Bởi những gì mà cô vừa được nghe đây đã giống nghệt tình trạng của bà Năm lúc trước. Sao lại có sự trùng hợp đến như vậy? Trở về nhà từ đám tang, Sương vẫn không thể nào ngưng suy nghĩ. Cũng phải thôi, những gì cô nghe thấy lúc nãy cộng với chuyện giấc mơ kỳ lạ đêm qua khiến cho Sương hoang mang lắm. Trời sập tối, cơn mưa ẩm ĩ vẫn trút từng mảng nước xuống một cách xối xả. Sương bày mâm lên bàn rồi lấy điện thoại gọi cho Thịnh. Alo. Sao giờ anh còn chưa về? Anh đang bận tí việc. Lại nhậu nhẹt chứ gì? Không có, anh đang ngồi với các chú các bác tí thôi, không có say đâu. Anh lo về sớm đi, em có chuyện muốn nói. Rồi, anh biết rồi. Tắt máy, Sương thở dài đầy tiểu não rồi lọ mọ ăn cơm một mình. Xong xuôi, cô lấy cái lồng bàn đậy cơm canh lại để phần cho Thịnh rồi đi đóng cửa xem tivi cho đỡ buồn. Đến hơn 7 giờ tối thì tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là giọng của Thịnh. Sương ơi, mở cửa cho anh. Mấy giờ rồi mà đã khóa cửa? Nghe tiếng của chồng, Sương lập tức đứng dậy chạy ra mở cửa. Thế nhưng khi cánh cửa được mở ra thì lại không hề có ai ở bên ngoài. Cô nhíu mày rồi lẩm bẩm, quái lạ, mình vừa nghe giọng của anh Thịnh cơ mà. Cô đưa tay đóng cánh cửa lại vì nghĩ chắc mình nghe nhầm vì tiếng mưa quá lớn. Thế nhưng rồi tiếng gọi lại vang lên. Sương ơi, mở cửa. Đúng là giọng của Thịnh không thể sai được vào đâu. Cái anh này, xe rửa hay sao mà chọc ghẹo người ta. Sương đưa tay mở cánh cửa lần thứ hai, chuẩn bị cảm giảm Thịnh rằng cố ý châm chọc cô. Thế nhưng rồi người đứng bên ngoài cửa lúc này không phải là Thịnh, mà thay vào đó lại chính là bà Năm. Bà đứng ngay trước mặt của cô, gương mặt thấm đẫm nước mưa và máu. Sương, mẹ chết oan. Lần này mọi thứ quá rõ ràng chứ chẳng phải mơ mộng gì nữa. Nhưng một phản xạ trong người, cô nhanh chóng gồng hết sức lực đang có của mình rồi đóng sầm cánh cửa lại. Sương chạy nhanh như chưa bao giờ được chạy. Thậm chí trong lúc ấy, nếu lỡ có va phải thứ gì, cô cũng chẳng bận tâm. Vào bên trong, Sương khóa cửa lại thật chặt, leo lên giường trùm chăn kín mít. Sự kinh hãi vẫn chưa buông tha cô khi mà bên tai tiếp tục nghe thấy tiếng gọi của bà Năm văng vẳng bên tai của mình. Sương, mở cửa cho mẹ, mẹ lạnh lắm. Đừng mà. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho Sương giật mình. Cô mở cái chăn ra rồi nhìn vào màn hình, là số điện thoại của Thịnh. Cô run rẩy cầm nó lên. Alo. Alo, em làm gì trong nhà vậy? Mở cửa đi. Anh đợi từ nãy đến giờ gọi mãi chẳng thấy đâu. Sương tiếp tục lo lắng,
Không biết con nên mở cửa hay không, vì nỗi sợ bà Năm lại xuất hiện bên ngoài. Chuông điện thoại lại reo. Lần này giọng của Thịnh có vẻ gay gắt. Rốt cuộc có chuyện gì? Em có chịu mở cửa cho anh không hả? Hay là để muốn anh phá cửa? Bực cả mình. Hay là em đang hú hí với thằng nào bên trong đó? Không có, em mở ngay đây. Thế là sườn nén kiên nhẫn của bản thân, quay trở ra phòng khách một lần nữa. Cô đưa tay ra mở cánh cửa. Cái gương mặt giận dữ của Thịnh như xóa tan đi sự nghi ngờ sợ hãi trong đầu của Sương. Cô như là một đứa trẻ lao ra ôm chầm lấy chồng rồi khóc nức nở. Anh ơi, em sợ lắm. Tất nhiên là Thịnh không biết chuyện gì đang xảy ra. Và tới trong nhà gặng hỏi mãi Sương mới kể. Nghe xong anh lập tức lắc đầu. Em bình tĩnh đi, không có gì đâu. Chắc do em suy nghĩ nhiều quá nên mới thành ra ảo giác. Bây giờ quanh ở đây không sao cả. Để mai đây mua vài thang thuốc bắc an thần là khỏe lại ngay. Nhưng thôi, không có nhưng nhị gì nữa. Hay là em nghĩ mẹ hiện hồn về thật? Có hiện thì hiện về nhà của mẹ, chứ tới nhà mình làm gì? Lúc còn sống một năm bảy ghé qua đi được mấy lần đâu. Thế chồng nói cũng có lý. Trần suy nghĩ về Giang, thế là cô lấy điện thoại gọi để hỏi thăm người chị dâu. Alo, chị Giang, chị đang ở đâu? Đang ở nhà sao vậy? Cô không có gì. Hôm qua đến giờ ở nhà ổn chứ? Vẫn ổn mà. Hôm nay hình như em chưa qua thắp hương cho mẹ. Tôi bận. Chị có thấy... Thấy gì? À, không có gì. Cô gọi bị ngắt đột ngột, Sương lầm nhầm. Qua cách nói chuyện này, có lẽ chị ta không bị mẹ hiện lên thật. Nhưng tại sao mình lại thấy? Ôm thắc mắc và sự hoang mang sẵn có, Sương kể cho một người bạn tin Vân. Sau khi kể xong, đối phương lập tức nói: Trời đất ơi, thế thì bác Năm có điều muốn chăn trối đó. Sao không thử tìm thầy, nhờ gọi hồn bác ấy lên, xem bác ấy cần gì muốn gì. Người mất bất đắc kỳ tử thường khó siêu thoát lắm. Thế à? Mày tính tao thì mày cũng biết rồi mà. Trước giờ có hay đi xem bói toán gì đâu. Giờ tao chẳng biết phải tìm thầy thế nào cả. Yên tâm, tao biết ông thầy biểu ở làng bên, ông ấy giỏi lắm, có thể giúp được. Thật hả? Thật, mày yên tâm đi. Gì chứ cái chuyện này tao giúp được. Hôm trước tao với mẹ tao có tới xem bói, ông thầy nói chả sai câu nào đâu. Có gì ngày mai mày quay chờ tao đi gặp ông ấy nhá. Cái chuyện này thành thì tao không quên ơn mày đâu. Nói thêm vài câu nữa thì Sương cũng ngắt cuộc gọi, lo đi hâm lại cơm canh cho chồng. Còn ở trong căn nhà của bà Năm lúc bấy giờ, Giang sau khi ăn trọn một con gà sống thì bắt đầu cho cây ngải uống máu. Giờ cô đã có thể giao tiếp được với nó và cũng không cần phải đợi đúng 12 giờ khuya nữa. Nhìn từng giọt máu của mình bị bụi cây hút cạn, cô gật gù ra vẻ hài lòng. Bà Kim cũng đã chết, giờ chỉ còn lại đứa em chồng đáng ghét. Nhưng trong đầu của Giang lại nảy ra một ý khác. Nếu giết chết mày thì quá bình thường. Bây giờ tao cho mày nếm trải cảm giác quá chồng là thế nào. Cảm giác bị gia đình chồng mày ruồng bỏ, chủ dập đau đớn. Và nạn nhân tiếp theo được Giang nắm tới chính là Thịnh, chồng của Sương. Việc có được họ tên ngày tháng năm sinh của anh ta khá dễ, bởi trên tài khoản mạng xã hội của Thịnh có đầy đủ thông tin. Sáng hôm sau, cơn mưa vừa tạnh, Vân xuất hiện để đưa người bạn của mình tìm đến thầy biểu. Ban đầu ông cũng niềm nở với vị khách của mình. Thế nhưng khi nhận ra đây là con gái của bà Năm, ông giật mình. Bây giờ mà gọi hồn của bà ta lên, nhớ đâu bà ta tiết lộ sự thật thì sao? Thế là ông đành viện ra một cái cớ khác để lấp liếm. Cái này không có gì phải sợ cả. Mẹ cô mất chưa đến 49 ngày thì hiện về là chuyện thường. Tôi cũng xem mấy quẻ rồi, bà ấy sắp được đầu thai. Không cần gì thêm cả. Cô cứ sinh hoạt thờ cúng hương khói bình thường là ổn. Có thật không thầy? Do tâm lý cô yếu đuối cho nên mới vậy thôi. Cứ nhẹ nhàng suy nghĩ tích cực, mọi thứ sẽ ổn. Vâng ạ, con cảm ơn thầy. Thế phí xem hết bao nhiêu con gửi? Thôi, con đáng là bao. Vâng ạ, con xin phép thầy. Về đi, kẻo trời mưa đấy. Nhìn theo bóng của hai người phụ nữ rời đi, ông biểu chép miệng. Giang ơi là Giang, cô còn trả thù bao nhiêu người nữa đấy. Đêm nay trời tuy không có mưa, thế nhưng mà có gió mạnh khiến cho bầu không khí lạnh lẽo lắm.
thì ngồi trong phòng khách để đợi xem trận đá bóng vào lúc rạng sáng mai. Trước mặt của anh là bao thuốc lá cùng cốc cà phê pha phin đậm đặc. Tối nay lạnh thế nhỉ, phải đi lấy thêm cái áo mặc vào mới được. Vừa nói Thịnh vừa lọ mọ bước vào phòng ngủ. Do Sương đang say giấc nên anh cố gắng bước đi rón rén. Mặc thêm trên người chiếc áo khoác, Thịnh quay trở lại gian phòng khác. Nhưng rồi cũng chính lúc này anh nhận ra ở bên cạnh ghế tựa lúc này có một bóng người đang đứng. Chưa kịp hoàn hồn thì chỉ trong một cái chớp mắt, bóng người kia đã biến đi đâu mất. Cái gì thế? Thịnh lắp bắp tự hỏi, nhưng rồi anh ta cũng tự trấn an bản thân. Chỉ là một loáng nhìn nhầm mà thôi. Ngồi lại xuống ghế, Thịnh lẩm bẩm. Còn cả tiếng nữa cơ mà, mình có nên làm một giấc không nhỉ? Suy nghĩ thêm một chút nữa, anh cũng gần gù, quyết định chợp mắt, còn cẩn thận đặt cả chuông báo thức. Và rồi trong giấc ngủ vội này, anh nằm mơ thấy một cái bóng đỏ lừ bay lơ lửng trên trần nhà, xả xuống quấn lấy người của anh. Cộng với đó là cơn đau đầu như búa bổ làm cho Thịnh phải kêu lên. Theo phản xạ, định đưa tay lên suốt như thể là muốn tránh né cái thứ bí ẩn kia. Phải mất một lúc thì anh mới bừng tỉnh và nhận ra mình chỉ đang mơ mà thôi. Thịnh thở từng hơi nặng nhọc, nhìn vào màn hình, trận bóng cũng sắp diễn ra. Anh châm điếu thuốc, nhờ vậy mà cũng quên đi giấc mơ kỳ quái vừa rồi. Thế nhưng mà Thịnh làm sao có thể ngờ được, tất cả mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Ba đêm liên tiếp cứ chợp mắt là Thịnh lại trông thấy những giấc mơ kinh dị. Càng ngày anh càng bị nhiều cái bóng tấn công. Sợ sợ hãi lên đến mức tột cùng, lần thứ hai trong đêm nay, Thịnh bật tung người tỉnh giấc. Anh thở từng tiếng hổn hển như vì bị ai đó bóp cổ hít hơi. Đưa tay lên bóp chán của mình, Thịnh thều thào. Cái quỷ quái gì đang diễn ra vậy chứ? Tưởng như mình đã thoát ra khỏi giấc mơ, thế nhưng lại một lần nữa Thịnh giật mình khi tai của anh đang vang lên giọng cười đầy kinh dị. Trên hết người nằm cùng anh bấy giờ là một bộ xương khô khốc, chứ chẳng phải là cô vợ thân thuộc. Sự sợ hãi đã đạt đến giới hạn, Thịnh giật tung chiếc chăn rồi nhảy khỏi giường, miệng gào lớn. Đừng, đừng hiện ra nữa, làm ơn đi. Sương lúc này bị tiếng gào thét của chồng làm cho tỉnh giấc. Thực ra thì mấy hôm nay thấy Thịnh mệt mỏi ủ rũ, nhưng mà hỏi thì anh không nói. Giờ lại như vậy, cô lập tức đuổi theo chồng của mình. Tuy nhiên có lẽ hơi muộn, Sương chạy ra ngoài cầm thì Thịnh đã leo lên xe và đi mất. Cái anh này bị cái quái gì chứ? Cô lấy điện thoại gọi cho chồng, nhưng Thịnh không nghe máy, còn cúp cả nguồn. Thời gian trôi đi, Sương càng lo sợ hơn khi không liên lạc được với chồng. Linh tính mách bảo có chuyện, Sương chạy sang nhờ mấy người hàng xóm để đi tìm. Cuối cùng thì tin tức về Thịnh cũng được chuyển đến, nhưng chẳng ai mong muốn nghe thấy tin này. Anh ta đã gặp tai nạn trên đường, do trời mưa nên tự ngã, nhưng do tốc độ quá nhanh cho nên Thịnh tử vong tại chỗ. Tin tức chồng của Sương đã vong mạng khiến cho ông Biểu sốt ruột lắm. Tính ra đã có 3 mạng người bị trả thù, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy Giang mang cây ngải sang trả. Đợi thêm mai hôm nữa, ông quyết định hỏi đường đến nhà bà Năm để hỏi thẳng Giang còn phải trả thù thêm bao nhiêu người nữa. Đến nơi, ông giật mình bởi toàn bộ căn nhà bị bao quanh bởi một luồng quỷ khí rất nặng. Cái gì thế này? Giang, cô làm gì vậy hả? Đẩy cổng bước vào, ông Biểu gọi tên của Giang, thế nhưng không có ai trả lời. Hít một hơi, giơ tay bắt ấn, ông đưa chân bước vào trong. Cánh cửa nhà không khóa, xung quanh tối om và bốc lên một mùi hôi thối. Sang, cô đâu rồi? Vẫn không thấy tiếng trả lời. Cái bàn thờ của bà Năm ngoài phòng khách thì nhuộm lạnh, không thấy một hói hương gì cả. Ông Biểu nhìn về căn phòng ngủ rồi chậm chậm bước tới. Khi cánh cửa được mở ra, ông đứng chết lặng, bà Giang đang nằm trên giường, nhưng có vẻ như cô không còn dấu hiệu của sự sống. Và cái mùi hôi thối ban nãy cũng đến từ chính mùi thi thể đang phân hủy của cô. Nằm cái bên Giang là cái chậu cây ngải, nó nảy chồi đâm thẳng nhành lá vào cổ họng của Giang, tạo nên một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Thấy cái vật tế của mình không còn nữa, ông Biểu gào lên chạy tới. Trời đất ơi, cái gì thế này?
Bất ngờ từ sau lưng ông Biểu vọng lại tiếng cười khanh khách. Đến khi quay ra thì đã muộn. Ông thấy một cái bóng đen bay thẳng tới, nhấc bổng mình rồi ném thẳng vào trong tường. Phun ra một bộ máu, ông thều thào. Mày dụ dỗ nó cho mày luyện quỷ hả? Mẹ kiếp mày. Tiếng cười kia lại phá lên. Ông Biểu bắt ấn niệm chú, tuy nhiên hoàn toàn vô dụng. Nó lập tức bay tới chui vào miệng của ông. Tiếng gào của ông Biểu vang vọng. Sau khi cái bóng chui hết vào thì cặp mắt của ông chuyển sang màu đen đặc, không thấy tròng trắng đầu nữa. Ông nhòm dậy nhìn sang rồi nhếch mép cười một cái thật nhẹ, và kinh như vậy bước thẳng ra ngoài. Thi thể của Giang phải tới cuối tuần sau mới có người phát hiện, vì mùi thối nồng nặc ảnh hưởng đến hàng xóm. Công an điều tra và kết luận cậu mất do đột tử chứ không có dấu hiệu của tác động ngoại lực. Còn cái am thờ của ông thầy Biểu bất ngờ bốc cháy trụi sạch, cũng chẳng ai trông thấy ông đâu. Chỉ biết ngay tại cái nền đổ nát của cái am, thi thoảng lại có những cái bóng trắng lởn vởn đầy kinh dị. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.